Riot hé lộ chi tiết về game đối kháng Project L với hiệu ứng siêu mượt. Dựa trên vũ trụ liên minh đa dạng, hấp dẫn với hàng trăm nhân vật, Riot đã phát triển rất nhiều trò chơi thú vị như Runeking, huyền thoại Runeterra và đặc biệt là thể loại đối kháng như Project L. Mới đây, Riot đã hé lộ thêm nhiều điều về Project L. Chúng tôi muốn tạo ra trò chơi giúp các bạn giải trí ngay khi vừa bắt đầu, nhưng bạn cũng có thể nhận được nhiều điều thú vị hơn khi thông thạo nó. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các tướng có kỹ năng nhanh và mạnh, nhìn cực cool ngầu khi tung chiêu và còn uy lực hơn nữa khi kết hợp với các hệ thống linh hoạt. Trong Project L, người chơi có thể đi bộ, chạy, lướt, nhảy, nhảy xa, nhảy siêu xa. Ngoài ra, nhiều tướng còn có các hiệu ứng độc nhất khi ở trên không, giúp người chơi có thể ở đúng nơi, đúng lúc và tung ra những combo cực mạnh. Đồng thời, Riot cũng giới thiệu một số cơ chế cơ bản của game như tấn công, phòng thủ, combo. Sau cùng, Riot hé lộ hệ thống Tag. Hệ thống Tag khá độc đáo và đa dạng, nó sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo. Nó hoạt động song song với tướng và cho phép toàn đội cùng hạ gục đối thủ. Hệ thống Tag sẽ có khá nhiều tính năng, nhưng hiện Riot tập trung giới thiệu 3 thứ, gồm Assist Action, Handshake Tag và Dynamic Save, tên có thể thay đổi. Mỗi trận đấu sẽ có 2 tướng, gồm tướng chính đang chơi là Point và tướng thứ hai là Assist, phụ tá. Mỗi tính năng của Tag sẽ giúp người chơi tạo ra tương tác đặc biệt giữa Point và Assist, từ đó tạo ra nhiều combo độc đáo.